Hai thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay thì chắc là mấy bạn thấy lạ ha, bởi vì thực sự là mình ở trên Sài Gòn này đó, mình không có làm clip mấy nhà được, cho nên cái phần mình quay phim về đồ này nọ đó nó cũng không có được nhiều, có nhiều lắm. Cái này là Win 10 bản quyền cho nên nhiều lúc nó không có cho những cái phần mình quay phim của mình nó đi vô được. Thôi thì mình hôm nay cái máy này cũng đâu có mạnh gì đâu, cho nên mình cũng sẽ làm một cái trò chơi nho nhỏ mà mấy ngày nay có vẻ nó nổi ở trên Facebook á, đó là Everwin. Trò này mấy bạn thấy người ta hay gửi bạn qua tin nhắn Messenger để chơi đó, thì thực sự là mình cũng chơi nhưng mà lâu lâu buồn quá mình cầm điện thoại ra mình chơi thôi. Thì nay mình phát hiện ra nó chơi được ở trên đây luôn, thì bây giờ mình chơi nhé. Play này. 19 triệu người chơi vậy thế. Ok, thì hiện tại là mình đang có hai con rồng, và con nhân vật của mình là con này level 23 rồi, nâng nó lên từ từ đấy mà. Ok, thì bây giờ mình chơi nhé. Cố gắng phá kỷ lục nào. Lên. Lên. Ê. À. Lỡ mất cái 500 rồi. Chơi trên con chuột này nó hơi khó hơn tí. Trên đây phải cẩn thận. Cái con đầu thì dễ rồi, vèo mấy cái chết. Chết hết đi. Tới vòng 2 cũng còn dễ, chỉ điều đi cẩn thận thôi được. Cái con kia mình ghét lắm nha, nó cứ chặn đường bạn của mình á. Rồi tới trình nữa. Ê thế mình chỉnh lại con chuột cái nó lại. Cái cứ dọc đầu mà được khoảng 200 điểm mà được rồi. Cái phần mềm quay phim này nó quay được có 10 phút rồi. Máy yếu cho nên mình không có chạy được cái Nvidia vô để mình quay clip cho nó mượt hơn. Cái con này tránh đường coi. Nó xuống rồi. Hên quá. Mà mới có 300 điểm à. Ba rồi. Điểm ít quá.
Nó ước gì có cái bông hoa nữa, nó đẩy điểm mình lên. Đi nhanh đi kìa. Rồi boss nữa. Chà, vì cái dòng này kiếm được chưa tới hơn ram thì điểm tí à. Không, bắt đầu khó nè. Tôi đã giành đâu. Mới có 400 điểm à. Kiểu này không phá kỷ lục nổi đâu. Giết từng con chứ kìa. Giết hết rồi. Hấp ra nữa. Nữa. Rồi xong bắt đầu. Độ khó đang tăng dần. Ê, không quá. Nữa. Lên nữa. Nữa. Trời đất ơi, phá kỷ lục. Đó, về tới cái con rồi nè. Số mấy con mình ghét nhất là con này. Nhiều lúc chết oan mạng tại con này nè, mấy cái con nhỏ nhỏ. Chết đi. Nữa. Chết về đi, chết về đi. Chết đi, chờ nó lên. Rồi 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 rồi. Thôi luôn. Ê, từ từ. Nó mày làm tao bắn không được cái con kia luôn. Rồi. Mày chết với tao. Từ từ mấy men. Thôi, hết hồn. Chết đi. Yes. Thôi. Từ từ. Từ từ mấy mẹ. Tính. Ôi giời. Ôi giời. À. Chờ không nổi. Mình cấp luôn. Ok, thì clip của mình nó ngắn ngắn vậy thôi. Chủ yếu là mình trải nghiệm được cái game nhỏ nhắn này nè. Tại máy yếu mà, đâu có làm được cái mấy cái clip mấy cái trò nặng nặng đâu. Thôi thì clip của mình cũng tới đây thôi nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.